video tiếp theo em test thử chất âm của dòng loa siêu trầm có thương hiệu là Yamaha. Mời các bác xem dòng Yamaha, hàng này hàng bãi nhá, bãi xịn nhá các bác nhá. Đây là ngoại hình của dòng loa Yamaha siêu trầm. Dòng này nó sấy qua bát 20 và với ngoại hình thì quá đẹp này, đẹp xuất sắc này. Với các bác nào mà dùng gia đình về những cục súp này, gọi là loa siêu trầm được hay gọi là cục súp cũng được các bác ạ. Với dùng gia đình kết hợp với những cặp loa PMB hay là những cặp loa bầu này thì các bác dùng những cục súp xịn này, dòng Yamaha của Nhật này, sản xuất tại bên Indonesia. Với dòng loa Yamaha này nó chạy điện 100V nha các bác nhé. Các bác khi cắm điện thì các bác lưu ý về nguồn điện, nó chỉ chạy điện 100V và công suất của một chiếc súp này là công suất lên đến 50W. Đây, và made in Indonesia. Với dòng loa xịn thì nó chất âm của dòng loa này thì nó cực đẹp. Chất âm thì nó cực mượt luôn. Mời các bác nghe thử chất âm nhé. Các bác cắm tai nghe vào thì các bác nghe rõ, nghe rõ sự uy lực của chất âm. Chất âm của dòng loa súp này thì nó rất hay nhé. Để em mở một mình chiếc súp ấy. Vừa rồi đã nghe thử chất âm của dòng loa súp Yamaha, hàng xịn nhé, hàng xịn của Nhật. À, mời các bác đây là mã số của dòng súp nhé, súp là S225 nhé. Bên em là có súp về 215 này, đây là dòng súp đời cao hơn một chút nữa là 225. Ở đây bên qua bên cạnh này là một chiếc súp em đã tháo ra. Mời các bác xem về nội tạng của dòng súp này thì nó làm rất khôn nhá. Với những chất màng của nó, màng đặc biệt của dòng súp thì nên tiếng âm của nó rất âm tiếng. Và đây là côn, côn loa thì rất to nhá. Dòng súp này thì côn nó rất nhiều lớp. Đây, đến cụ từ cũng dập chữ Yamaha và sản xuất tại Indonesia. Và trở kháng của chiếc bát này là 6 ohm. Những chiếc bát súp thì thường là ohm của nó ít, một là 4 ohm, hai là 6 ohm, ít khi có những chiếc súp lên đến 8 ohm đâu. Đây là phần trong thùng nhé, trong thùng thì làm rất khôn và rất chi tiết nhé, những dây dợ đều được quấn bọc bông và những cái chỗ ghim dây để cho chắc, không để khi âm bát đánh mạnh thì nó không bị tác động ngoại lực. Đây là đường lỗ thông hơi để thoát khí ra ngoài. Và đây là phần nhựa, phần hơi nhựa để bảo vệ phần mạch công suất. Đây ạ. Mời các bác xem về mạch công suất của chiếc súp S225 và những chiếc súp S215 thì cùng chung một mạch công suất như thế này. Mời các bác xem nhé, với vỉ mạch rất khôn, chạy sò thì sò xịn rồi, những chiếc súp này chạy sò quá đẳng cấp luôn. Đây là vỉ nguồn nguồn tụ và bo công suất gắn liền là rất chi tiết nhé. Này cả bên dưới nữa, chẳng qua là dây nó hơi căng quá thì em không quay. Đây, để em quay ở bên dưới cho các bác xem nhé.
rất nhiều vì mạch công suất. Những chiếc súp mà súp của Trung Quốc thì họ chỉ làm một vì mạch và một vì phần tín hiệu vào thôi, nên là tiếng nó sẽ không được sâu tiếng và không được sạch tiếng như những dòng súp xịn của Nhật. Là những củ nguồn, các bác nhìn củ nguồn thì quá phê rồi, quá chi tiết nhá, rất khôn. Củ nguồn thì bọc rất kỹ nữa. Ở đây là phần mạch tín hiệu vào, mạch tín hiệu vào đây. Làm các bác nhìn những cái vỉ mạch này thì cũng chỉ hàng xịn mới có những cái vỉ mạch công suất và những vỉ mạch tín hiệu đường vào, làm rất khôn nhé. Quá tuyệt vời luôn. Vâng, và tiện video này em cũng giới thiệu với các bác bên em về rất nhiều các mã súp nhé. Đây là những mã súp của dòng, vẫn là của dòng Yamaha. Như dòng này là bát súp nó to hơn. Bát dòng Yamaha có S515 này thì nó sở hữu bát 25. Và với video trước thì em có giới thiệu về nội tạng của dòng loa súp này và chất âm của dòng súp, thì các bác cũng đã tìm hiểu, thì các bác hãy vào kênh của em, thì các bác về khi em test thử chất âm của dòng súp 515 em có làm video trước rồi. Và bên dưới này là những chiếc súp Peeler, những chiếc súp Peeler bên em về cũng rất nhiều nhá. 1 2 3 4 5, có 5 cục súp Peeler. Với dòng súp Peeler thì đợi những video sau thì em sẽ giới thiệu về nội tạng của dòng súp Peeler đây ạ. Nó cũng dòng súp Peeler này nó cũng sở hữu bát 25 và mạch công suất thì rất khủng luôn. Nhưng mà với đặc điểm của dòng súp Peeler này thì là nó tiếng âm của nó rất chi là hoành tráng, bởi vì đây là những dòng súp xịn của bãi nhá. Thì bên em về thì những chiếc gân này nó đã mục rồi. Riêng dòng súp Peeler thì những chiếc gân là đều phải thay. Thì bên em là mới với hàng mới về thì em chưa thay những chiếc gân này. Với những dòng súp Peeler thì nó sở hữu là một bát cộng hưởng và một bát bát thật, và một bát cộng hưởng màng cộng hưởng thì nó tăng thêm tiếng âm trầm nữa, nên là với dòng súp Peeler này thì tiếng âm của nó đặc trưng hơn những dòng súp khác. Và qua bên này bên em cũng về rất nhiều các mã súp với dòng súp Yamaha. Đây ạ, súp Yamaha, đây là SA160 nhá. Bên em cũng về có mấy cặp, và đây là súp Yamaha 505 này, và những súp Yamaha 515. Và qua bên này cũng là súp Yamaha 150, những chiếc súp cây này, gọi là súp này nó chạy 2 bát 20 nha các bác nhá. Dòng súp này thì quá uy lực luôn, và toàn bộ những cặp súp này thì bên em về là những cái dòng súp em giới thiệu trong video này thì toàn chạy điện là 100 nha các bác nhé. Các bác hãy lưu ý về các dòng súp khi bên em giới thiệu về cái đoạn video trên. Này ạ, đây là một chiếc súp súp Peeler bên em đã thay gân nhé. Này ạ, rất đẹp nhé. Dòng súp này thì tiếng thì rất uy lực. Đợi video sau thì em sẽ giới thiệu chất âm, làm video để mở test chất âm cho các bác được thưởng thức cái chất âm của dòng Peeler, súp Peeler. Rất chất lượng nhé, bằng súp xịn này. Các bác dùng những bộ cà phê gia đình mà dùng những bộ âm thanh chất lượng rồi thì các bác muốn tăng thêm những chất âm trầm chất lượng thì các bác hãy alo cho em qua số điện thoại 0963 101 338, bên em sẽ giao hàng toàn quốc cho các bác.
với những bộ karaoke cao cấp và những bộ karaoke đẳng cấp mà thiếu đi âm trầm thì cũng chưa thể đạt được đến ngưỡng cao cấp của dòng chơi âm thanh. Thì các bác hãy nhích thêm tiền một chút, các bác hãy sở hữu những cảm xúc cao cấp như thế này. Và những mã súp như những cái súp 225 này nó chỉ có giá vào hơn 4 triệu thôi. Và có những cặp súp bên em là đủ hết các loại giá nhé. Hơn 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Nói chung là nó dao động từ hơn 4 triệu cho đến dưới 9 triệu những cặp súp này. Nó dao động tùy được mã, bởi vì nó rất nhiều các mã nên là em cũng không giới thiệu được về tất cả các sản phẩm. Các bác có nhu cầu cứ alo cho em nhé. Và với video này thì em giới thiệu sơ qua về những chiếc lọc xịn nhé. Bên em làm về âm thanh thì toàn về những sản phẩm xịn và chất lượng cao thôi. Các bác mà dùng phối ghép thêm thì nếu mà dùng lọc thì em khuyên các bác nên dùng những chiếc lọc xịn. Đồ xịn bao giờ nó cũng thích hơn. Đây là những chiếc âm ly. Bác nào mà đam mê về những chiếc âm ly thì đó là sự lựa chọn hoàn hảo. Đó là những chiếc Jaguar xịn nhá, 203N cũng béo nhá. Còn những bác nào mà sở hữu những cặp loa mà để nghe nhạc và những thích dàn nội địa chạy điện 100 thì đó là những chiếc âm ly Fuller và những chiếc âm ly Dlong. Bên em cung cấp rất nhiều những sản phẩm để các bác nghe nhạc. À, những bác nào đam mê dòng loa bông thì bên em cung cấp nhiều luôn, rất nhiều các mã loa bông. Đấy ạ, đủ hết không ạ? Đây là em chỉ bày mẫu sơ qua. Dòng này các bác được lựa chọn. Và những chiếc vàng mới, vàng số thì bên em cũng rất nhiều. Vâng, cái video của em hơi dài, em cũng xin phép dừng video tại đây. Các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em để cập nhật tất cả các video thì bên em giới thiệu chi tiết các sản phẩm và giới thiệu hàng của em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.